Sau mấy ngày lội bùn, vét bùn thì hôm nay cũng đã xếp được các bao cát lên thành như thế này. Xin mời anh em tiếp tục quay trở lại với series xây hồ cá koi bằng bao cát. Sau khi đã định vị được hồ cá koi và bể lọc rồi thì tiến hành san lấp cát, đổ cát xung quanh thành hồ đến tận chân tường, đổ cát ở dưới để cát hút hết nước đi và làm bùn nó cũng cứng hơn. Trước mắt là cứ đổ cát xung quanh cái thành hồ để tạo một cái đường đi cho xe rùa chạy bốn xung quanh. Để làm cái gì nó cũng nhẹ nhàng hơn, cứ xe rùa mà chạy bốn xung quanh thành hồ. Ví dụ bao cát như thế này, xe rùa đổ tận nơi không phải khuân vác, chỉ việc là xếp lên tạo thành thôi. Cứ xếp thành lên đến đâu thì đổ cát đến đấy. Dần dần rồi sẽ đổ cát hết bốn xung quanh, đổ vào tận đến bờ tường. Mới đầu đổ cát thì nó chưa được cứng, đâm qua một tí để cho nó cứng, xe đi lại nó đỡ bị lún bánh. Trông nó nhỏ nhỏ như thế này thôi nhưng mà đổ cát bốn xung quanh thì nó cũng tốn lắm đấy mọi người ạ. Đấy, công việc của các bác các chú chỉ đơn giản như thế thôi. Cứ đổ cát bốn xung quanh rồi lại xếp thành, xếp thành xong lại đổ cát, làm sao mà cho nó đầy là được. Đây chính là khu lọc, bể lọc này sẽ lọc cho toàn bộ hồ cá koi sau này. Bể lọc này thì cứ xếp thẳng đứng lên thôi, làm sao mà cho nó không nghiêng không ngả, không đổ là được. Được cái là ông anh mình xếp cũng khéo, xếp bao cát cứ như là xây gạch xây tường ấy. Xếp bao cát xong rồi lại dặn từng bao một như thế này để cho nó bằng, cho nó phẳng hơn. Sau mấy ngày làm việc của các chú các bác thì cuối cùng cũng thành hình hồ cá rồi. Để tránh việc sau này bị lún thì em tiến hành đầm cóc bốn xung quanh thành hồ đấy. Mới đầu đổ thì cát nó cứ bồng bềnh như vậy đấy, chạy một đường máy đầm nó đã lún 5 đến 10 cm rồi. Anh cứ đầm thật kỹ cho em, đầm đi đầm lại làm sao mà cho nó cứng nhất có thể. Trời nắng cát nó khô nên là đầm nó hơi bụi một tí, anh cố chịu khó nhá. Anh máy đầm bảo cứ yên tâm, cứ có xèng thì anh đầm thoải mái, bao nhiêu tiếng cũng được. Có anh em nào muốn theo dõi cái series làm hồ cá koi bằng bao cát không? Chờ đợi phần tiếp theo vào ngày mai nhá.